Thưa quý vị, với mục đích phục vụ hiệu quả hành khách làm thủ tục đi máy bay tại các cảng hàng không trên cả nước, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an đã nghiên cứu sản xuất và phát triển thiết bị xác thực thông tin trong VNEID. Đây là thiết bị hiện đại có thể giúp cho nhân viên các cảng hàng không và hành khách tiết kiệm tối đa chi phí, thời gian, công sức khi kiểm tra thông tin của hành khách trong quá trình làm thủ tục đi máy bay. Qua đó cũng giúp tạo thuận lợi cho công tác quản lý tại sân bay, giảm thiểu rủi ro an ninh và nâng cao hiệu quả hoạt động khi ứng dụng công nghệ số tại các cảng hàng không. Thường xuyên di chuyển bằng máy bay, hôm nay là lần đầu tiên anh Ý chẳng cần xuất trình thẻ căn cước công dân khi làm thủ tục kiểm tra an ninh. Thay vì xuất trình giấy tờ tùy thân như thông thường, thì nay với sự xuất hiện của thiết bị này, người dân chỉ cần đăng nhập sẵn vào ứng dụng VNEID, sau đó quét mã QR, thiết bị sẽ quét và hiện thông tin hình ảnh của mình trên màn hình. Theo cái phương thức mới này thì chúng ta không cần phải nhất thiết là phải mang theo cái chứng minh nhân dân cũ hoặc là cái căn cước công dân. Vì vậy rất là tiện ích và không cần phải xếp hàng chờ đợi như cái lần trước. Thì nó tạo ra một cảm giác rất là thoải mái. Cảm thấy nó rất là hài lòng. Cảm thấy thủ tục rất là nhanh, thuận lợi. Mà tất cả người dân làm được như này thì có lẽ là quá tốt. Ở trường hợp là mạng nó bị lỗi thôi, còn trong trường hợp mà hệ thống mạng nó ok thì mình nghĩ là sẽ tránh cho khách hàng cái việc là quên giấy tờ ở nhà và cái việc mình sẽ không phải nhớ mang các giấy tờ tùy thân. Thưa quý vị, nếu việc kiểm tra thủ tục an ninh bằng giấy tờ tùy thân như trước đây thì trung bình mỗi hành khách sẽ mất từ 20 đến 30 giây. Thế nhưng mà khi nay cài ứng dụng VNID và lấy mã QR code quét qua thiết bị mới lắp tại sân bay như thế này thì tôi chỉ mất khoảng 2 giây đã hoàn tất thủ tục. Với việc triển khai như thế này thì nỗi lo chờ đợi mỗi khi vào dịp cao điểm với các hành khách đi sân bay sẽ không còn nữa. Chẳng những hành khách được hưởng sự tiện lợi, cán bộ và nhân viên sân bay cũng dễ dàng xác định những thông tin trong ứng dụng của hành khách là thật hay giả, có trùng khớp với vé của hành khách hay không. Qua đó nâng cao tính chính xác trong việc siết chặt an ninh, đảm bảo an toàn cho các chuyến bay. Trước sự hiệu quả đó, từ ngày 3 tháng 8, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư đã chủ động phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không để phối hợp, hỗ trợ lắp đặt thiết bị này để phục vụ công tác kiểm soát hành khách tại các cảng hàng không trên cả nước. Trong cái quá trình sắp tới, khi mà triển khai tích hợp các loại giấy tờ, thì chúng tôi cũng đã tính toán trong cái việc có thể là đưa vào các cái loại giấy tờ khác, ví dụ như là vé máy bay. Thì khi mà công dân mà thực hiện đến kiểm tra chỉ sử dụng tài khoản định danh điện tử là có thể kiểm tra được check-in thông qua cái vé máy bay luôn. Và từ đó là tất cả trong một chỉ sử dụng một cái tài khoản định danh điện tử để có thể là thực hiện được cái công việc này. Tuy việc sử dụng tài khoản định danh điện tử khi qua cổng kiểm soát an ninh rất tiện lợi, nhưng hiện nay vẫn là một phương thức mới nên nhiều người vẫn chưa thành thạo khi thực hiện. Để người dân dễ dàng tiếp cận, C06 Bộ Công an cũng đang tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứng dụng này trên nhiều nền tảng khác nhau. Đồng thời khuyến cáo hành khách thay đổi thói quen dùng các giấy tờ truyền thống, chuyển sang phương thức điện tử, mở sẵn ứng dụng VNEID cùng kết nối mạng ổn định khi làm thủ tục kiểm tra an ninh tại sân bay.